nắng nóng như này việc gì đâu hả em ơi, click xem đêm ngày bao chuyện hương vị của game show. Bạn đang cần giải trí, okay. Không màu mè hoang mê, uh-huh. Game show TV mang tới phong cách hài hước rất thú vị. Chuyện kể từ nhà ra ngõ, chuyện bé cho tới chuyện nhỏ, dù kể cả chuyện mẹ anh thì niềm cùng nhau trên gió. Chuyện sau như like, nhớ subscribe, right. Em ơi. Anh trai đi show, anh trai, cử em lên Vạn Lý Trường Thành đấy. Buồn cười nhỉ? Ôm ấp cái gì? Lấy công chở khách nhá. Xe ôm còn gì nữa? Ôm cái gì? Tôi lấy bao nhiêu? Không chở khách. Anh ơi, em tìm anh mãi, hóa ra anh đứng ở đây à? Anh chờ em lâu chưa? 15 phút rồi. Anh ơi, con Quỳnh Côn nó vừa mua cái iPhone 6 đấy. Đại iPhone 6? Chứ không mua iPhone 5 đâu. Không thích iPhone 5, thích iPhone 6 cơ. Thôi được rồi, thơm cái đây. iPhone 6 mấy tiền? 20 triệu. 20 triệu gì? Thôi, cho cả.